Rồi xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã hướng dẫn xong cho em tới cái bài 7.8 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ba bài còn lại, đó chính là 7.9, chấm 10 và chấm 11. Ok. Thì em mới nhớ rằng giùm thầy là gì? Cái điện trở của dây dẫn nó sẽ tỷ lệ thuận với cái chiều dài của dây dẫn đó. Nhớ giùm thầy như vậy. Khi đó các em sẽ lập được cái tỷ lệ là gì? R1 trên R2 sẽ bằng L1 trên L2. Khi đó ta sẽ tìm ra được cái mà chúng ta cần phải tìm là chiều dài hoặc là cái điện trở, có đúng chưa? À, ok, như vậy thì chúng ta sẽ đi sang cái bài 7.9 nha. Em nhớ rằng là chúng ta quy ước là cái ban đầu đó, gọi là một, nghĩa là R1 hoặc là L1, được chưa nào? Còn cái sau thì nó là 2, nghĩa là R2 hoặc là L2 các em nhé. Đoạn dây dẫn nối từ cục điện vào một gia đình có chiều dài tổng cộng là 50 m. Như vậy thì ở đây ta có L1, chiều dài là L ha, là 50 m, và có điện trở tổng cộng là 0,5 ôm, nghĩa là R1 tương ứng nha. Hỏi mỗi đoạn dài 1 m, nghĩa là L2 của chúng ta là 1 m, của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu, nghĩa là các em sẽ đi tính giùm thầy R2. Em hiểu chưa nào? Bài này rất là đơn giản và dễ hiểu, chứ cũng chẳng có gì gọi là phức tạp cả. Ok, em việc ghi giải. Em phải có cái câu lập luận nha các em nhé. Như vậy thì ở đây ta có là cái điện trở của dây dẫn. Thôi nào. Tỷ lệ thuận với cái chiều dài dây dẫn đó, dây dẫn ta có đây, ta có tỷ lệ là gì các em? R1 trên R2 sẽ bằng L1 trên L2, mà ở đây mục đích chúng ta đi tính R2. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ngang chéo ha. Nhưng mà thầy sẽ lấy R1 nhân cho L2 sẽ bằng R2 nhân cho L1. Mục đích chúng ta đi tính R2 nên từ đây thầy suy ra R2 sẽ bằng R1 nhân L2 ta chia cho L1. Bây giờ chúng ta việc thế số thôi. Như vậy đây là 0,5 nhân L2 chúng ta ở đây là 1 m, chia cho L1 chúng ta ở đây là 50 m. Đúng chưa? Hay nói cách khác là chúng ta sẽ lấy 0,5 chia cho 50. Như vậy thì ở đây nó sẽ ra được là 0,01 ôm ha. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ kết luận. Vậy điện trở của mỗi đoạn dây một mét là 0,01 ôm. Được chưa? Các em có hiểu không nào? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang cái câu 7.10 nha. Ở chỗ các em càng nóng nha, chỗ thầy cho nó nóng muốn chết luôn mà không dám bật quạt đây nha. Sợ nó ôm à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái câu 7.10 các em nhé. Ta có bài 7.10 nha. Người ta muốn quấn một cuộn dây dẫn điện trở quanh một loại sứ hình trụ tròn với đường kính loại sứ này nha. Em chú ý này, ở đây nó hơi khác khác một chút, nó có đó chính là cái đường kính thì ký hiệu là D bằng 1,5 cm ha. Biết 1 m dây quấn có điện trở là 2 ôm, nghĩa là ở đây thầy sẽ có L1 sẽ bằng 1 m thì R1 tương ứng nó sẽ là 2 ôm. Hỏi cuộn dây này gồm bao nhiêu vòng dây? Gồm bao nhiêu vòng dây em nhé? Nếu điện trở của cả cuộn là 30 ôm, nghĩa là ở đây em chị người ta cho cái em là R2. Từ từ em. Biết 1 mét chứng tỏ đây là L2 này. R2 chứng tỏ cả cả cuộn dây là thầy ký hiệu là L1, gọi là cái tổng em, là cái ban đầu ạ. Em có hiểu nào? Là bây giờ nó sẽ là 30 ôm. Biết rằng các vòng dây được quấn sát nhau thành một lớp. Như vậy ở đây á,
để mà tính được gồm bao nhiêu vòng dây, nghĩa là các em sẽ đi tính giùm thầy là n ở đây là cái bao nhiêu vòng dây. Mà để tính được nó có bao nhiêu vòng dây thì các em phải biết được cái chiều dài của toàn bộ cuộn dây này là dài bao nhiêu mét. Sau khi mà các em tính được cái chiều dài của toàn bộ cuộn dây rồi thì các em sẽ tính theo công thức là gì các em? N này sẽ bằng là các em lấy chiều dài của cuộn dây chia cho pi nhân với cái đường kính. Pi ở đây các em sẽ lấy là 3,14 thì sẽ ra được cái số vòng dây giống như môn toán các em. Đó chứ nào. Như vậy bây giờ thầy sẽ tính chiều dài của toàn bộ cuộn dây trước các em nhé. Như vậy ở đây chúng ta có tới 2 phép tính. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Điện trở của cuộn dây tỷ lệ thuận với cái chiều dài của cuộn dây, được chưa nào? Nên ta có tỷ lệ, như vậy ta có tỷ lệ gì đây em? R2 chia cho R1 chia R2 sẽ bằng L1 chia L2. Mục đích của chúng ta ở đây là tính L1, nghĩa là cái chiều dài của toàn bộ cuộn dây là dài bao nhiêu. Nhưng mà thì ở đây ta từ đây thầy suy ra L1 có phải là bằng R1 nhân L2 và chia cho R2 ở đây không em? Như vậy R1 chúng ta ở đây là 30 ohm nhân L2 của chúng ta ở đây là 1 mét, R2 chúng ta ở đây là 2 ohm, 30 chia 2 là chứng tỏ là bằng 15 mét. Em có hiểu không? Đó. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Ta có công thức này em ạ. Ta có L thì nó sẽ bằng là N nhân cho C. Trong đó này, thầy sẽ ghi trong đó nhé. L là chiều dài toàn bộ cuộn dây. N này chính là số vòng. Đó nè, cái số vòng của cuộn dây. Còn C này nó chính là bằng gì các em? Bằng pi nhân cho D. Ở đây đó chính là cái chu vi. Cái đúng như này là chu vi của cái loại sứ các em. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái gì này? Thì từ công thức này thầy sẽ suy ra có phải N sẽ bằng L chia cho C, nghĩa là L này sẽ bằng là pi nhân cho D. L chúng ta vừa mới tính là 15 m, pi chúng ta lấy là 3,14 nhân D là 1,5. 1,5 ở đây chúng ta phải đổi ra mét. Có đúng chưa nào? Như vậy thì chúng ta sẽ chia cho 100 thì sẽ bằng là 0,015 mét. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải chia ngay chỗ đây sẽ là gì em? 0,015 em ạ. Em có hiểu nào? Rồi chúng ta dùng máy tính ta bấm thôi. Như vậy N của chúng ta ở đây sẽ bằng 3,14 0,015 bằng 0,0471 em. Em lấy 15 chia cho 0,0471 sẽ bằng là 318,5, nghĩa là nó gần là 319 vòng à. Gần bằng em. Được chưa? Các em hiểu chưa nào? Tóm tắt cái đề bài như vậy các em có hiểu không? Đầu tiên là tính cái chiều dài của cái toàn bộ cuộn dây trước. Sau đó các em tính được cái số vòng theo công thức này các em. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang cái bài cuối cùng. Đó chính là cái bài 7.11 các em nhé. 7.11.
Ta đi sang cái bài 7.11 nha. Có trường hợp bếp điện sử dụng dây nung là dây maxo bị đứt, ta có thể nối chỗ dây bị đứt lại để tiếp tục sử dụng. Nhưng bị đứt thì chúng ta sẽ nối lại. Hỏi khi đó điện trở của dây nung này và cường độ dòng điện đi qua nó thay đổi như thế nào so với trước? Nghĩa là ở đây người ta hỏi R này, điện trở này, với lại là cường độ dòng điện Y không nào? Nó sẽ thay đổi như nào so với trước? Vì sao? Biết rằng cái hiệu điện thế đặt vào hai đầu vẫn như trước, nghĩa là hiệu điện thế này nó không thay đổi này. Thì các em xem thử cái điện trở với lại là cái cường độ dòng điện nó sẽ thay đổi như thế nào. Như vậy thì các em biết rằng là khi mà nó đứt á, mà chúng ta nối lại để tiếp tục sử dụng thì cái chiều dài của dây nó sẽ tăng hay giảm. Ví dụ như này, cái bút thầy là cái dây đây, nó đứt, chứng tỏ chúng ta phải cắt cái đoạn này, sau đó các em nối lại chứng tỏ cái chiều dài của dây nó sẽ giảm. Có đúng chứ nào? Nghĩa L này sẽ giảm. Nên mà L với R thì như nào? Tỷ lệ thuận nó là R, điện trở nó cũng sẽ giảm. Vì cái hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây thì vẫn như trước. Thấy nào? Nên cái cường độ dòng điện Y thì lại bằng U chia cho R, đi qua nó sẽ như nào? Nó sẽ tăng. Tại vì cường độ dòng điện và cái điện trở nó là gì? Tỷ lệ nghịch. Các em hiểu nào? Cái âm điện trở giảm thì cường độ dòng điện sẽ tăng. Thì hiểu như thế. Ok. Rồi. Nhưng mà thì ở đây chúng ta lập luận giùm thầy như này. Khi ta nói chỗ dây đó nè, bị đứt lại để tiếp tục sử dụng thôi nào, thì cái gì nè các em, thì cái chiều dài L sẽ tăng hay giảm của dây sẽ giảm thì khi đó chúng ta suy ra cái điện trở R ha của dây sẽ giảm. Đó, chúng ta xác định được cái điện trở đó. Bây giờ chúng ta xác định được cường độ dòng điện này. Vì cái hiệu điện thế đó nè, vì hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây vẫn như trước. Nên cái cường độ dòng điện Y thì bằng U chia cho R. Mà R này á là gì các em? Giảm thì chứng tỏ Y này sẽ tăng, tại vì U này nó như nhau ha. Đi qua đó sẽ tăng so với trước. Các em hiểu không nào? Tại sao cường độ dòng điện tăng chưa nào? Như vậy ở đây điện trở thì sẽ giảm, thì cường độ dòng điện này sẽ tăng. Hai đây tỷ lệ nghịch với nhau này. Được chưa? Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em ở bài số 8. Đầu tiên là sách giáo khoa trước, sau đó cứ lần lượt cứ sách giáo khoa, sau đó là tới phòng bài tập. Làm như vậy thì chúng ta sẽ củng cố được kiến thức. Và các em nhớ đăng ký khóa học online để ủng hộ thầy. Nóng gần chết mà giờ thầy mồ hôi mồ hám mà đầy hết đây nè các em. Đây. Ok, cảm ơn em nha. Bye bye.